strong. Ok, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Thì theo như các bạn đã biết, nếu mà anh em còn chơi thường xuyên thì bữa nay nó đã update ra cái bóng bao lì xì ha. Đúng không ta? Coi lại cái tên. À, bóng này là bóng gói màu đỏ anh em mà. Sao nó không đặt tên là bao lì xì cho nó gần gũi với anh em Việt Nam ta? Thì bữa nay nó ra cái bóng này và có một số update thì mình sẽ giới thiệu sơ sơ. Tại vì cũng có bạn yêu cầu kêu là giải thích sơ sơ về cái sự kiện thì nó cũng đâu có gì phức tạp đâu. Nhưng mà mình sẽ nói qua. Thì cái bóng này tí nữa mình sẽ chơi thử cái bóng này ha. Có mượn một acc cao để tí nữa chơi thử cái bóng này. Thì anh em có thể vô đọc phần mô tả. Nó giống như là cái bóng con heo với lại bóng con heo với bóng hộp quà thôi. Nó sẽ rơi ra những cái vật phẩm gọi là sự kiện thôi, thì nó sẽ có tỷ lệ rơi ra cái bao lì xì màu vàng với lại, nhưng mà sau khi đánh xong ha, sau khi đánh xong á thì sau khi đánh xong cái bao này, dùng cái bóng này đánh, thì sau khi đánh xong thì nó sẽ có cái bao lì xì xuất hiện ở ngoài ngoài hình nền ha. Thì bây giờ nó sẽ có tỷ lệ ra bóng vàng hoặc bóng đỏ thôi. Nhưng mà mỗi ngày nó sẽ có giới hạn, giống như là anh em nhận được bao nhiêu bao lì xì đó thì nó sẽ hết. Thì nó có tỷ lệ ra kim cương đồ các kiểu thấy bảo vậy, nhưng mà chưa biết là nó có dễ ra hay không. Thì tí nó chơi thử xem thế nào ha. Như ở đây là cơ hội ra bao vàng là 4% ở level 7 nè. Nếu mà lên level cao thì chắc là tỷ lệ nó sẽ cao hơn. Đó thì mình sẽ nói sơ qua về cái đó là cái bóng mới, còn ở đây nó sẽ có cái sự kiện. Thì đây nó sẽ có một số cái sự kiện nhìn giao diện cũng khá là đẹp ha. Thì cái đầu tiên là cái này là cái đăng nhập vào, thì nó sẽ tới ngày thứ 9 thì anh em sẽ được cái bóng gói màu đỏ thôi. Mình nói là bao lì xì đi, bóng bao lì xì cho nó dễ nói anh em mà. Tự nhiên cái bóng gói màu đỏ nó hơi bựa ha, bóng bao lì xì đi. Thì đó, cái tiếp theo là cái đèn lồng, thì cái này nạp tiền ha, khả năng là nạp để có skin nền. Mấy cái này là phải nạp thôi đó, mua để nạp. Mấy cái nạp thì chắc là ai có điều kiện thì chơi thôi, nhưng mà chứ còn cũng khó đó. Đây là cái pháo này thì có thể chơi chay được nè, nó có cái giải thưởng nè. Thì nó đây nó có những cái giải thưởng nè, có cả nếu mà bảo vệ được cuộc xâm lược thứ 5 thì sẽ có được một cái bóng bao lì xì nha, cũng ngon đấy. Vì cái này thì cày chay được, làm nhiệm vụ mỗi ngày, mua bằng kim cương chứ. Cái này mua bằng kim cương anh em, mà cái này không phải là cày chay nha. Đây cày đây, có cày nha. Nhiệm vụ mục tiêu rồi nhiệm vụ ấy các kiểu, hình như là cái này là sự kiện kéo dài trong vòng 25 ngày, cho nên là anh em cứ thoải mái mà làm thôi. Làm rồi chắc là làm xuyên thì nó sẽ đủ mà chơi thôi anh em mà. Đó, sự kiện này là xài được nè, cho anh em cày chay nè, còn 25 ngày 1 giờ này đó. Rồi cái quay lò xo, cái này thì quay bình thường thôi, không có gì đặc biệt. Nó có cái mấy cái giải thưởng hiếm thì hơi khó ha, ai hên lắm mới được anh em ạ. Danh hàng thì cũng đổi được luôn, danh hàng đặc biệt đây cũng đổi được bóng nếu mà đủ. Ui, trong sự kiện này thôi thì khả năng là hết sự kiện thì sẽ không có được, giống như cái bóng hộp quà với lại bóng con heo rồi đó. Thì nhưng mà sự kiện sau thì có khả năng nó sẽ ra lại, nhưng mà tốt nhất thì anh em nên sở hữu để cho nó đủ banh ha. Bóng này thì cũng không mạnh đâu, bóng sự kiện thôi, nó không phải là cái bóng dạng nạp, cho nên là cũng không có gì xịn sò lắm đâu. Ai cha, kích vào cái gì đây, cái này là mua nha. Không, bậy quá, kích hơi nhầm anh em mà, chứ không có mua nha, quá bậy. Thì ở đây nó sẽ có tương ứng, ở đây mình đang ở bên Store Singapore, cho nên nó thể hiện là SCD, tức là đồng Singapore, đồng đô la của Singapore, mình đang để bên App Store bên đó. Thì nó có cái thẻ này, mình nhớ là cái thẻ này, thẻ tháng này 49.000 thì phải, khuyến mãi. Ở đây thì nó sẽ có những cái vật phẩm để mua bằng đóa hoa sen nè. Ở đây mua bằng cái đóa này thì cái đóa hoa này thì sao ta, làm sao có được cái đóa hoa này? À, mua bằng tiền thì sẽ có cái đóa này. Đấy, ok xuống dưới nha. Cái này mấy cái có 2-3 sự kiện thì nó chưa mở, nó có ngày mở nè. Ở cái sự kiện chiếu sáng này thì cái này thì phải nạp rồi đó anh em mà.
hạt không ta, để kích vô cái biểu tượng này xem. Ủa, cái này phải nạp rồi để mua mấy cái đèn cầy thắp sáng ha. Ở sơ sơ vậy thôi thì sẽ có được cái bóng này, ba dòng thì sẽ được cái bóng này. Xem trước giải thưởng nè, đó sẽ có một số sự kiện xen kẽ, sự kiện nạp tiền với lại sự kiện cày chay. Ở đây cũng có một cái rút thưởng nữa, thì cái này cũng phải mua nha, cái vé này là phải mua đây. Ở chung anh em vô đây coi là có hết, anh em nào chơi lâu thì mình nghĩ mấy cái này cũng không có gì khó khăn đâu. Và cái cuối cùng là cái rút thăm may mắn, nó cũng vậy thôi, giống như mấy hoạt động trước thôi, rút được ba cái mặt mèo. Ở bên kia là con thỏ anh em à, bên Trung Quốc, bên Đài Loan, Trung Quốc gì đó là 5 con thỏ, bên mình là 5 con mèo nha. Ở bên kia nó là con thỏ cho nên nó để hình mặt thỏ. Nó khác khác xíu. Năm sau là năm mão, là con mèo đó. Thì bên kia nó là con thỏ nên nó để con thỏ thôi. À, cái game này của bên dạng Đài Loan Trung Quốc mà. Ok, thì cũng chỉ có vậy thôi nên mà. Và có cái thẻ mùa giải này, hình như nó có thêm một cái thẻ nữa. Sau khi mua cái thẻ vinh viễn này thì nó còn một cái thẻ của tháng nữa cơ. Đó, anh em có thể qua cái phần này sẽ thấy nè, nó có thêm mấy cái thẻ khác nữa. Thì nói chung tổng quan chỉ có vậy thôi, nó hơi dài dòng xíu, nhưng mà lâu lâu mình làm cái review lại cái sự kiện Tết mà. Sự kiện Tết cho nên là nó cũng có nhiều thứ để anh em nào mà bỏ lâu, nếu mà muốn quay lại game thì có thể chơi. Ok, rồi bây giờ thì không dài dòng nữa, mình qua mình thử cái bóng bao lì xì luôn nha. Trải nghiệm cái bóng bao lì xì xem như thế nào. Ok, chúng ta cùng qua tới phần trải nghiệm bóng mới thôi. Ok, thì ở đây qua trung gian thì đã mượn được một cái account của bạn Ngọc Ngân, không biết là con trai con gái, nhưng mà khá là xịn anh em ạ. Cảm ơn bạn Phúc Trung Gian đã liên hệ cho mượn cái account này. Cảm ơn chủ ạc luôn nha. Cảm ơn bạn chủ ạc Ngọc Ngân đã không biết gì, đã không biết gì để mình vô mình trải nghiệm. Nhưng mà chắc coi, nếu mà bạn ấy có coi video trên kênh của mình thì sẽ thấy là mình sẽ xài cái account của bạn đấy, và mình tiền thể mình mượn luôn một lượt hợp tác ha. Mình thấy bạn này có mua thẻ tháng mà còn rất là dư rất là nhiều, mình vô mình phá bớt anh em ạ. Nói chung là sorry bạn ha, không có thông báo cho chủ ạc, nhưng mà mình có nhờ bạn trung gian bạn mượn hộ. Thì ok, ở đây thì bạn này đã lên được cái bóng bao lì xì level 8 rồi, khá là nhanh. Không biết sao kiếm nhanh vậy ta, mình thì hình như là phải làm đánh chơi bời gì đấy, nó có những cái thẻ đổi trong cái gian hàng đặc biệt anh em có thể đổi được, hoặc là có một số sự kiện nạp thì chắc là sẽ ra nhanh đấy. Nếu mà nạp thì nó ra nhanh. Mang đi mình bắn đi hợp tác thôi. Cái bóng này thì chắc là chỉ đi hợp tác kiếm quà thôi, chứ còn thì đi cạnh tranh thì chắc không ai đánh đâu. Nó giống y chang như cái bóng hộp quà với lại bóng con heo đó. Thì nó bóng sự kiện cho nên là nó yếu nhất rồi. Chủ yếu là hồi đầu mình cứ tưởng cái bóng sự kiện là cái dòng bóng tấn công, nhưng mà nó là cái, anh em để ý cái biểu tượng của bóng có hình đôi cánh á, là dạng bóng hỗ trợ thôi, giống như tăng sao hoặc là sao chép hoặc tăng trưởng nè. Đó, nó có cái sự kiện bóng, mà đầu mình không có để ý cái logo ha, chứ nó không phải là cái bóng gọi là tấn công gì ghê gớm lắm. Mấy cái dòng bóng tấn công thì anh em sẽ để ý là nó có cái hình lưới kiếm, hình cây kiếm á, bóng đó mới là những cái bóng hứa hẹn là bóng hút máu ha. Còn thì sự kiện này nó chỉ là một cái bóng đơn giản thôi, kiểu như là cho vui dịp Tết vậy, nó có cái kỷ niệm ha, cũng là một đợt Tết nữa rồi, sắp tới rồi. Thì bữa nay làm cái ngày cúng ông công ông táo luôn, nên mà không biết là anh em còn có ai nay thứ bảy nữa, chắc khả năng là đi chơi nhiều. Không biết có ai xem video clip của mình hay không, mình xem cố gắng vẫn lên video clip cho anh em để review một số thứ mới. Thì đi random với một bạn level 1 này thì nói chung là chỉ đi ngẫu nhiên thôi, chứ cũng không có kéo cò gì ở đây ha. Mình sẽ đi ma với lại còn lại mình ghép cho nó lên chấm cao thôi, thì có tỷ lệ ra được cái bao lì xì màu vàng không. Thì ở đây sẽ không thấy ha, khi mà đánh xong cơ thì nó mới xuất hiện được, nó mới ra cái phần quà. Thì hy vọng là bạn này chưa có chơi. Nếu mà chơi rồi đạt tới cái giới hạn của bao lì xì rồi thì nó sẽ không có ra nữa ha, nó sẽ không có ra được phần thưởng nữa đâu. Chưa biết được, để đánh xong đã. Thì nó lực đam thì nó cũng không có gì mạnh mẽ đâu, chủ yếu là nó phần thưởng thôi, chứ còn
lực đạo ở đây thì chắc không có gì đặc biệt ha. Thì không biết là nó ra được mấy bao thì chưa biết, không biết là bắn xong thì nó được mấy bao vàng, mấy bao đỏ thì nó không có nói rõ lắm. Mọi sự đều là ngẫu nhiên, giống như là vàng vàng thì nó cộng thường xuyên như cái bóng bóng con heo đợt trước thì con heo hình như là cái sự kiện Tết Tết năm Hợi, nhưng mà năm nay đó là năm năm nay là con mèo, vậy thì năm trước là con gì ta, con hổ dần rồi tới Mão mà tí xíu dần Mão, thì đợt trước là con hổ, thì đợt này là con bên này là con thỏ, bên mình là con mèo. Thì đấy, thì nói chung là chắc là chơi khoảng tới tầm hiệp 30 thôi rồi kết thúc thôi anh em ạ. Chủ yếu là để chơi thử 30 hiệp xem là nó có ra được cái quà gì gọi là hay ho, có ra được kim cương hay gì hay không. Thế bảo có kim cương nữa, trong cái phần mô tả nó kêu là có tỷ lệ rớt kim cương nữa, nhưng mà không biết là có dễ hay không, chắc cũng khó ăn đấy anh em mà. Dễ gì mà ăn được củ ngoại, ăn củ ngoại khó lắm. Hoặc là lên level cao thì nó mới có tỷ lệ ra nhiều, hoặc là tỷ lệ nó mới dễ ra. Chứ còn đây thì mới level 8 thôi, mình tưởng đâu nó có cái chế độ hoạt động thử nghiệm, nhưng mà cái bóng này thì bóng sự kiện cho nên anh em đổi được, không cần phải thử nghiệm luôn, nó không có ra chế độ thử nghiệm ha. Chế độ thử nghiệm thì nó level 18 thì nhiều khi nó ra được, rớt được cái bao lì xì ngon thì sao, chứ còn level chưa cao thì cũng chả biết được thế nào. Đó, đây mình lên được ba con bao lì xì 7 chấm rồi. Nói chung là giết quái thì cũng gọi là tạm ổn đi, nhưng mà sốc đam boss là điều không thể ha. Sốc đam boss là điều không thể rồi. Anh em có thể coi cái tỷ lệ sát thương với lại trong cái phần mô tả của bóng thì lực sát thương gì là lực công gì là 40 thôi. Tốc độ thì nhanh đấy, tốc độ tấn công thì nhanh, nhưng mà lực công thì chỉ là 40 thôi. Cho nên là tốc độ công thì nó khoảng 0.8 giây. Mục tiêu thì là mục tiêu ngẫu nhiên ha, nhưng mà nó vẫn thường là sẽ đánh vào những con đầu tiên thôi, đi đầu dòng. Ở đây có ma level cao cho nên là có cái lượng BB xài thoải thích, thoải thích luôn. Này đi với liên kích thì ở phê ha. Thì 30% đánh dấu hồng bao lên mục tiêu khi mà quả cầu bao lì xì tấn công, và có 3% cơ hội quái vật dưới dấu sẽ rơi bao lì xì khi chết, tức là 3% thôi ở level 7 nha. Mình đang đọc level 7, không biết là lên cao thì chắc tỷ lệ nó cao hơn. Hồng bao có xác suất được nâng cấp lên bao lì xì vàng, có giới hạn về số lượng bao lì xì có thể nhận được hàng ngày. Đó, các quả cầu bình thường và các quả cầu quý hiếm và các bao vàng tạo ra các quả cầu sử thi kim cương và các ngôi sao nữa nha, có cả sao xanh nữa anh em mà. Thì quả cầu này nó là một cái quả cầu giới hạn sự kiện thôi, thì nếu mà anh em ra được cái bao lì xì màu vàng thì ra được bao lì xì màu vàng thì nó có khả năng ra được kim cương với lại sao xanh nữa, nhưng mà mình nghĩ là chắc cũng khó đấy. Quả cầu sử thi sao nó không cho quả cầu truyền thiết thì ngon ha. Nếu mà bao lì xì màu vàng mà ra quả cầu truyền thiết thì cái bóng này thôi nó được chơi nhiều lắm luôn á, nhưng rất tiếc nó chỉ ra quả cầu sử thi thôi, kim cương và ngôi sao. Nhưng mà sử thi thì mình nghĩ tỷ lệ nó sẽ ra nhiều quả cầu sử, nếu mà bao mình đang nói về bao lì xì màu vàng á ha, thì đó thì nói chung là vậy thôi. Chắc là thôi khúc này mình bút ma cho nó xong anh em ạ, khúc này chắc bút ma cho kết thúc thôi, để review sương sương thôi, để xem ra con có nhận được cái gì, có nhận được kim cương hay cái gì hay không, tay có thơm hay không. Đây khúc này mình dồn ma vô ha, mình dồn ma cho kết thúc thôi. Sorry bạn đi cùng thì chắc vậy thôi, tại vì cái bóng bao lì xì này nó không đi được xa đâu. Ok, thì nếu anh em coi video clip đây thấy hay thì đừng quên để lại cho mình một like, một đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Chúc anh em một cuối tuần vui vẻ, lễ lộc mà gần Tết rồi, cũng hơi nhiều việc, cũng cố gắng tranh thủ ha. Ok, để từ để ra xem coi là được cái gì xịn sò hay không, được cái gì xịn sò hay không. Đây xem cái bao lì xì nó có được cái gì xịn sò hay không. Đó, khúc này thì sẽ nhận được nè, một cái bao lì xì màu vàng. Ôi trời đất ơi, toàn hai cái bóng sida này mà. Bao lì xì màu đỏ thì cũng được vàng với lại bóng thôi, hết rồi, chỉ có đúng hai bao cù bắp vậy. Thôi thua nhà phát hành rồi, cho lỗi quá. Thì ok, thì thôi chắc là kết thúc video clip này. Một lần nữa thì cảm ơn bạn Phúc Trung Giang và chủ Ạc Ngọc Ngân đã không biết gì về tình huống này, nhưng mà không sao, thì chắc là gửi lời cảm ơn đến bạn đấy thôi. Thì hẹn gặp lại anh em ở những video clip tiếp theo.
chúc anh em một lần nữa một cuối tuần vui vẻ ha. Bye bye.